diễn biến bất thường của bão số 4, Thủ tướng Chính phủ ra công điện chỉ đạo khẩn cấp. Siêu vi khuẩn được cảnh báo sẽ khiến hơn 39 triệu người tử vong trước năm 2050. Bắt giữ khẩn cấp đối tượng chặn đường trả thù, đâm bị thương một công an viên. Thời khắc sinh tử ở Hồ Thủy Điện Thác Bà trong lũ dữ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon, Philippines và vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20 km/h về hướng quần đảo Hoàng Sa và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, gây gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện số 97/CDTTG ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, các bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới này còn rất phức tạp, dự báo có thể thay đổi cả về cấp độ gió tốc độ di chuyển và hướng di chuyển để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đặc biệt là nguy cơ mưa lớn ngập lụt sạt lở đất lũ ống lũ quét có thể xảy ra thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định trong đó thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền phương tiện và các hoạt động trên biển ven biển ra soát hoàn thiện kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão ngập lụt sạt lở đất lũ ống lũ quét tập trung bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân vận hành khoa học an toàn hồ đập thủy điện thủy lợi các địa phương chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện nhất là tại các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão mưa lũ địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ trưởng các bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố nêu trên theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai có thể ảnh hưởng đến phạm vi quản lý của ngành địa phương. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24 trên 7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Một nghiên cứu mới của Dự án Nghiên cứu Toàn cầu về Kháng Kháng sinh, Gram, được đăng trên chuyên san khoa học Lancet, cảnh báo các loại siêu vi khuẩn sẽ làm thiệt mạng hơn 39 triệu người trước năm 2050, trong đó những người lớn tuổi đối diện nguy cơ đặc biệt cao. Những khu vực được dự báo có số ca tử vong nhiều nhất là các nước Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, một số vùng khác tại Nam và Đông Á, châu Phi cận Sahara. Các nhà nghiên cứu thuộc dự án trên đã phân tích dữ liệu từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ để đưa ra ước tính về số ca tử vong do kháng kháng sinh từ năm 1999 đến năm 2021 và đưa ra dự báo cho đến năm 2050. Nghiên cứu dự báo đến giữa thế kỷ 21, kháng kháng sinh AMR, tình trạng vi khuẩn tiến hóa và kháng lại các loại thuốc thông thường trị chúng là nguyên nhân trực tiếp khiến 1,91 triệu người tử vong mỗi năm, tăng từ 1,14 triệu người một năm hồi năm 2021. Ngoài ra, đến năm 2050, kháng kháng sinh cũng góp phần gây ra 8,2 triệu ca tử vong hàng năm, tăng so với 4,71 triệu ca của năm 2021. Nghiên cứu cũng cho thấy sự suy giảm đáng kinh ngạc của số lượng người tử vong do AMR dưới 5 tuổi giảm trong giai đoạn 1990 đến 2022. Đến năm 2050, con số sẽ tiếp tục giảm còn một nửa. Trong khi đó, số lượng tử vong đang tăng lên trong các nhóm tuổi khác, đặc biệt số lượng tử vong trong nhóm người từ 70 tuổi trở lên đã tăng 80% trong 3 thập niên qua và dự kiến sẽ tăng 146% đến năm 2050 lên 1,3 triệu ca. Xu hướng này phản ánh sự già hóa dân số nhanh chóng, trong đó người cao tuổi dễ bị nhiễm trùng hơn. Ngoài ra, hệ miễn dịch kém đi theo thời gian cũng khiến cho việc tiêm chủng ít hiệu quả hơn đối với người già. Nghiên cứu dự đoán số ca tử vong liên quan đến kháng kháng sinh cao nhất trong tương lai xảy ra tại các nước Nam Á như Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh, cũng như các khu vực khác của Đông và Nam Á, khu vực châu Phi cận Sahara. Nghiên cứu trên cũng là phân tích toàn cầu đầu tiên về xu hướng kháng kháng sinh theo thời gian. Nghiên cứu cũng phát hiện hàng triệu ca tử vong trên toàn cầu có thể được ngăn ngừa nhờ phòng ngừa nhiễm trùng tốt hơn và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, cũng như việc tạo ra các loại kháng sinh mới. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt giữ Thạch Nhân, sinh năm 1999, chú huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích với một công an xã. Theo thông tin ban đầu, anh Thạch Một, công an viên ấp bến nố cùng tham gia tổ công tác giải quyết vụ việc. Đến 21 giờ cùng ngày, trên đường từ trụ sở về nhà, anh Thạch Một bị Thạch Nhân chặn đường và dùng dao gây thương tích. Trước đó, đêm 30 tháng 12 năm 2023, Công an xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nhận tin báo và đến giải quyết vụ đánh nhau ở ấp Bến Nố, xã Tân Hiệp. Tổ công tác mời các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc riêng Thạch Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường cùng tham gia tổ công tác giải quyết vụ việc có anh Thạch Một, công an viên ấp Bến Nố. Đến 21 giờ cùng ngày, trên đường từ trụ sở về nhà, anh Thạch Một bị Thạch Nhân chặn đường và dùng dao gây thương tích. Anh Một được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng tính mạng, nhưng bị tổn thương cơ thể 7%. Ngày 13 tháng 9, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ Thạch Nhân và bàn giao cho Công an huyện Trà Cú tiếp tục điều tra xử lý. Được biết trước đó vào tháng 3 năm 2024, Công an huyện Trà Cú đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với thạch nhân về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên do thạch nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương nên tháng 7 vừa qua, Công an huyện Trà Cú đã ra quyết định truy nã. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ vĩ Bắc, 120,9 độ kinh Đông trên đất liền đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km h giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng từ 15 đến 20 km h Trong khi đó, The Rappler đưa tin, một bản tin dự báo thời tiết trên YouTube ngày 16 tháng 9 cho biết áp thấp nhiệt đới Jenner mạnh lên thành siêu bão và tín hiệu cảnh báo bão số 4 đã được đưa ra ở Philippines. Tuy nhiên, đây là video tin giả được đăng vào ngày 16 tháng 9 và có hơn 28.000 lượt xem tính đến thời điểm viết bài. Video được đăng bởi một kênh có 88.000 người đăng ký. Ảnh đại diện của video tin giả có nội dung Siêu bão, bão nhiệt đới mới Jenner sẽ gây thiệt hại lớn cho Philippines. Tiêu đề của video tuyên bố rằng tín hiệu cảnh báo bão số 4 đã được đưa ra ở Philippines. Trước đó, cơ quan khí tượng Philippines Pagasa đã đưa ra dự báo áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc nước này đang tăng tốc, dự báo sớm đổ bộ vào phía bắc Philippines. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA và Pagasa dự báo tương tự nhau rằng áp thấp nhiệt đới vào biển Đông rồi sẽ đi chủ yếu về phía tây, sau đó đi check lên hướng tây bắc, đổ bộ hoặc đi gần đảo Hải Nam Trung Quốc, có khả năng vào vịnh Bắc Bộ khoảng ngày 20, 21 tháng 9. Khi đó, bão có thể có sức gió mạnh nhất là 65 km/h, tức cấp 8, gió giật 90 km/h, tức cấp 10. Chưa biết sau đó bão tiếp tục đi thế nào. Còn theo mô hình dự báo của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh, UKM, bão sẽ đi chủ yếu theo hướng tây, sau khi vào biển Đông sẽ đổ bộ vào Bắc Trung Bộ nước ta vào khoảng tối 19 tháng 9. Sau đó, có khả năng nó giảm cấp hoặc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong thông báo mới nhất của Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Mỹ, áp thấp nhiệt đới không chỉ tăng tốc mà còn tăng khả năng phát triển thành bão. Trung tâm cảnh báo bão liên hợp của Mỹ nhận định, áp thấp nhiệt đới sẽ đi về phía tây, mạnh lên đều đặn và đi vào biển Đông. Trong các mô hình dự báo mới nhất, áp thấp nhiệt đới được cho là sẽ có đường đi hơi lệch so với đường đi của bão Yagi, bão số 3, thay vì gần giống. Ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, vị trí áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3 Yagi, tức là cùng ở phía đông của đảo Luzon. Ông Hưởng cũng lưu ý, với tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới sau là cơn bão số 4 sẽ rất phức tạp so với cơn bão Yagi. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam, khi áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão, nó sẽ có khả năng tác động lên đất liền Việt Nam về cường độ của bão số 4 theo nhận định của Việt Nam và các đài khí tượng lớn trên thế giới, cơn bão này ít có khả năng mạnh như siêu bão Yazi. Dự báo đến 1 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25 km h di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 9, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/h trên khu vực Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Sau khi cơn bão số 3, Eiji đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải đối mặt với những trận mưa lớn kéo dài kỷ lục, khiến nước đổ về hồ Thác Bà liên tục tăng. Ngày 10 tháng 9 lũ lên đến 5.600 mét khối một giây, gần gấp đôi so với công suất tối đa của ba cửa xả đáy, khiến hồ thủy điện Thác Bà đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc. Khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã quá lớn, vượt qua mọi quy chuẩn trong thiết kế, chính thức báo động nguy cơ ở đập thủy điện, ông Trần Huy Tuấn, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thời điểm đó cho biết cần phải có một phương án cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với thủy điện Thác Bà, đó là phải chủ động cắt lũ để đảm bảo an toàn cho hồ đập và trước nguy cơ hồ Thác Bà vỡ trận toàn bộ miền Bắc có thể chìm trong biển nước. Một quyết định quan trọng đã được Thủ tướng đưa ra, đó là phá đập số 4 khi nước vượt mức an toàn. Và để chuẩn bị dự lệnh cho việc phá đập số 4, tổng số 3.186 hộ dân với hơn 11.000 người trong khu vực dòng chảy được di rời đến nơi an toàn chỉ trong 4 giờ đồng hồ. Đây có thể nói là cuộc di tản chạy lũ thần tốc nhất trong lịch sử khi mà nước trong lòng hồ dâng lên đến từng phút. Dù lo sợ nhưng ai cũng phải tính đến phương án xấu nhất là phá đập phụ để cứu đập chính. Nếu vỡ đập chính lượng nước 3 tỷ mét khối sẽ tràn xuống sông chảy rồi đổ ra sông Lô ở Yên Bái. Khi ấy, mức độ tan phá sẽ rất khủng khiếp. Hàng chục nghìn người dân ở vùng Hạ Du, từ Yên Bái đến Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và cả Hà Nội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể bị nhấn chìm trong nước lũ. Cũng có ý kiến cho rằng không nên xả lũ. Nhưng nếu không xả, lượng nước đổ về nhiều gây vỡ đập thì nguy hiểm còn tăng lên gấp nhiều lần. Theo vị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, phương án phá đập phụ số 4 cũng đã được nhắc đến và chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Thủy điện Thác Bà kể rằng đó là những thời khắc căng thẳng nhất. Mỗi một quyết định đưa ra đều có thể ảnh hưởng đến sự sinh tồn của người dân Hạ Du. Ngay trong trưa mùng 10 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe báo cáo về tình hình nghiêm trọng của Thủy điện Thác Bà. Những quyết định quan trọng đã được đưa ra. Đập phụ số 4, dài khoảng 50 mét, ở khu vực xã Hán Đà, được lên phương án phá. Đáng chú ý, Thủ tướng đã có lệnh di rời khẩn cấp người và tài sản vùng có khả năng ngập do chủ động phá đập. Hệ thống chính trị cơ sở các huyện, thôn, xã liên quan của Yên Bái, thậm chí cả vùng Phú Thọ lân cận ngay lập tức vào cuộc thông báo cho người dân chuẩn bị. Từ 13 giờ ngày 10 tháng 9, hơn 3.186 hộ dân với 11.279 nhân khẩu của 24 thôn, tổ ở các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã được di rời. Đến 17 giờ, mọi việc hoàn tất, Yên Bái đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất khi nước lũ ở sông Hoàng Long lên cao, có thể phải đưa ra giải pháp phá đê sông Hoàng Long. Khi được báo cáo về vấn đề trên, Thủ tướng đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Hòa Bình ngừng phát điện. Giải pháp này đã giúp giảm lũ trên sông Đáy, sông Hồng và đê đã không phải phá. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 9, lưu lượng nước về hồ còn 2.992 m3 một giây, đã thấp hơn lưu lượng xả cùng thời điểm là 3.005 m3 một giây. Vậy là mốc quan trọng 61 m có thể bảo vệ được. Hồ thủy điện Thác Bà đã chống trụ được với lũ dữ. Đến bây giờ, khi lũ lụt đã tạm ngưng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, Trần Huy Tuấn vẫn gọi những giờ phút kịch tính để bảo vệ sự tồn tại của hồ thủy điện Thác Bà và sự an nguy của hàng chục nghìn người là thời khắc sinh tử, đòi hỏi sự sáng suốt, kiên định của người lãnh đạo. Rất may, hồ Thác Bà đã đứng vững giữa bão giữ và người dân may mắn không phải hứng chịu những thảm họa kinh hoàng do việc phá đập gây nên. Bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt, điểm sạt lở ở trên đồi, nhiều hộ dân tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình đã được sơ tán, di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định tại đồi cây đa bái rài thuộc xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xuất hiện hai vết nứt dài khoảng 500 đến 600 m dọc theo quả đồi. Đường kính các vết nứt có nơi lên tới 1 m, sụt lún sâu 1 m, nhiều vết nứt rộng và sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Dưới chân đồi có đến 110 hộ nhà dân đang sinh sống với 539 nhân khẩu, gồm 124 người dưới 14 tuổi, trong đó có đến 50 hộ dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp nếu nguy cơ xảy ra sạt lở. Do đó, lực lượng chức năng địa phương đã huy động trên 30 tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống quanh đồi chủ động di rời khẩn cấp, trước hết tham gia sơ tán người và tài sản cho các hộ dân gần nơi sạt lở trước, đồng thời đánh dấu, cắm cờ, cắm biển để cảnh báo người dân tại các vị trí sạt lở xuất hiện các vết nứt. Hiện lực lượng chức năng đã di rời được 50 hộ, 176 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, Lãnh đạo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng cho biết, các cơ quan chức năng vừa vận động 86 hộ dân với khoảng gần 400 nhân khẩu di rời đến nơi ở an toàn sau khi phát hiện khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Theo vị lãnh đạo huyện, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3, từ chiều ngày 8 tháng 9, tại thôn Nậm Đét xuất hiện vết nứt rộng khoảng 1,5m, trượt dài 350m ở dưới sườn núi cao, cạnh khu vực 86 hộ dân đang sinh sống. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Nậm Đét thông báo và di rời khẩn cấp các hộ tới vị trí an toàn. Từ ngày 9 tháng 9, các hộ được bố trí sang khu lán tạm tại thôn Nậm Cài hoặc ở nhờ nhà người thân. Người dân đang chờ cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm, mức độ sạt lở. Nếu đảm bảo an toàn, địa phương mới cho người dân trở về. Nếu không đảm bảo, có thể địa phương phải làm khu dân cư mới cho các hộ ở khu vực nguy hiểm. Theo thông tin mới nhất, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay. Từ khoảng ngày 21 đến 22 tháng 9, có khả năng có một đợt gió mùa đông bắc về miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm. Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ xuống mức 28 đến 29 độ C và nhiệt độ cảm nhận có thể cũng tương tự hoặc chỉ cao hơn một chút. Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng có nhiệt độ xuống thấp hơn ở mức 25 đến 26 độ C. Trong mùa nóng cũng có những đợt gió mùa đông bắc khiến nhiệt độ ở miền Bắc giảm, nhưng đợt không khí lạnh của mùa thu thế này còn khiến độ ẩm giảm. Trong ngày có những lúc khá khô hành. Không khí lạnh ở thời điểm này chỉ ở mức nhẹ, tuy nhiên cũng sẽ khiến thời tiết thay đổi khá rõ. Người dân đi làm, đi học buổi sáng sớm nên mang theo áo khoác mỏng, đặc biệt là với những người có cơ địa nhạy cảm. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9 tháng 10 tới và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11. Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9 đến 10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 đến 1 độ C. Tháng 11 phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Không khí lạnh và rét động rét hại tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12 năm 2024, tháng 1 năm 2025, Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện cao vào nửa cuối tháng 12 năm 2024, tương đương so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 đến 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Cũng theo cơ quan khí tượng, thời kỳ cuối năm Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông, hiện tượng rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân, đặc biệt ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, mưa lớn, lốc, rét vẫn có khả năng xuất hiện và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và các hoạt động sản xuất. Các đoàn với hàng trăm khách Việt Nam ở Thượng Hải hiện không thể rời khách sạn vì bão Bibinca đổ bộ điểm tham quan đóng cửa, giao thông hạn chế. Một hướng dẫn viên đi tour Thượng Hải, Hàng Châu, Ô Trấn từ ngày 11 tháng 9 cho biết lịch về Hà Nội bị lùi tới 17 tháng 9 vì chuyến bay bị hoãn do bão Bê Bình Ca, bão đổ bộ vào Thượng Hải nhưng tình hình khu trung tâm không quá tệ, khách vẫn có thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm cần thiết, khách sạn mất điện một số thời điểm. Một công ty lữ hành ở Hà Nội có đoàn 24 khách tới Thượng Hải vào ngày 15 tháng 9 và chỉ ở trong khách sạn đến chiều 16 tháng 9. Đoàn khách vẫn an toàn nhưng trải nghiệm hạn chế vì các điểm tham quan ở Thượng Hải đang đóng cửa, tránh bão. Đại diện đơn vị cho biết đang theo dõi sát tình hình thời tiết để đưa ra phương án đảm bảo an toàn cho đoàn khách. Đỗ Minh Tú, hướng dẫn viên đang dẫn đoàn 52 khách cho biết, sáng 16 tháng 9, gió vẫn rất mạnh, mưa lớn nhưng các công trình kiến trúc ở trung tâm Thượng Hải hầu như không ảnh hưởng. Tại sân bay phố Đông chiều 16 tháng 9, các máy bay hạ cánh bình thường và lượng khách chờ rời Thượng Hải rất đông. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, giám đốc ban tiếp thị của công ty Viettravel cho biết, Hiện có 18 đoàn khách du lịch của Viettravel ở Trung Quốc, trong đó có 5 đoàn với khoảng 100 khách đang trong lịch trình tham quan một số tỉnh thành như Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu là khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão Bebinka. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin bão Bebinka sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số tỉnh thành của Trung Quốc, công ty đã phối hợp với các đối tác địa phương và cơ quan chức năng để sắp xếp phương án đưa khách về Việt Nam sớm trước khi tour chính thức kết thúc. Các đoàn khách này đang tạm ngưng lịch trình tham quan do ảnh hưởng của bão Bebinka và được công ty bố trí nghỉ ngơi tại các cơ sở lưu trú đã được kiểm tra và đảm bảo an toàn. Bão Bebinca đổ bộ Thượng Hải sáng 16 tháng 9 với sức gió hơn 151 km h là cơn bão mạnh nhất quét qua trung tâm tài chính của Trung Quốc kể từ năm 1949. Giới chức địa phương đã phát cảnh báo đỏ vì gió mạnh và mưa xối xả chút xuống khu vực, đồng thời kêu gọi người dân không ra khỏi nhà, các tuyến cao tốc bị đóng và cư dân ven biển đã được sơ tán. Hàng trăm chuyến bay bị hủy ở hai sân bay của thành phố là Hồng Kiều và Phố Đông, kể từ đêm 15 tháng 9, nhà ga Thượng Hải cũng dừng một số dịch vụ đường sắt, các sự kiện ngoài trời, điểm tham quan du lịch lớn như khu Disney Thượng Hải cũng tạm dừng hoạt động. Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 29 tuổi, cựu nhân viên văn thư, thủ quỹ trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, huyện Chư Cê 12 năm tù về tội tham ô tài sản và Nguyễn Xuân Tình, 31 tuổi ngụ huyện Chư Sê, 12 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, nhân viên tạp vụ, văn thư kiêm thủ quỹ trường trung học phổ thông Trần Cao Vân, huyện Chư Sê, được giao nhiệm vụ thu chi, quản lý tiền học phí, các khoản thu do cha mẹ học sinh đóng góp và hai khoản tiền hỗ trợ học sinh. Theo đó, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, tổng số tiền học phí và các khoản thu khác do giáo viên chủ nhiệm 20 lớp học nộp về cho Trâm là gần 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Trâm đã chi cho các hoạt động của nhà trường với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 322 triệu đồng. Trâm chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và đầu tư tiền ảo. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân, Trâm đến ngân hàng rút hơn 193 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh. Sau khi rút tiền từ ngân hàng, Trâm không nộp tiền về nhà trường mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 6 ngày sau, Trâm tiếp tục đến ngân hàng rút gần 115 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh. Sau đó, Trâm đã chi 21,8 triệu đồng, số tiền còn lại gần 93 triệu đồng Trâm chiếm đoạt và trả nợ tiêu xài. Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền Trâm chiếm đoạt của trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân là hơn 600 triệu đồng do mất khả năng trả lại nên Trâm nhờ Nguyễn Xuân Tình đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh phá các ổ khóa phòng làm việc và tủ của Trâm tại trường trung học phổ thông Trần Cao Vân để tạo dựng hiện trường giả, vụ trộm cắp tài sản. Khoảng 11 giờ 30 ngày 22 tháng 5 năm 2023, sau khi mua 3 ổ khóa mới và đổi lấy ổ khóa cũ từ Trâm, Tình đưa đi phá rồi trèo vào trường thay thế để tạo hiện trường giả. Xong việc, Tình đón xe đi thành phố Hồ Chí Minh và vứt các ổ khóa mới mua dọc đường. Chiều cùng ngày, Trâm báo với ban giám hiệu nhà trường là phòng làm việc bị kẻ gian phá khóa, lấy trộm toàn bộ số tiền giáo viên chủ nhiệm đã nộp và hai khoản tiền hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Trâm đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội. Sáng hôm sau, tỉnh cũng đến Công an huyện này trình diện. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, sau khi xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12 năm tù về tội tham ô tài sản và Nguyễn Xuân Tình 1 năm tù về tội che giấu tội phạm. Vừa qua, theo đại diện trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội, đến nay đã hết thời hạn nộp tiền phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao tổ chức ngày 10 tháng 8 nhưng mới chỉ có 13 lô đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đáng chú ý, các lô đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính đều là những lô có mức giá trúng đấu giá thấp. Theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, 13 lô đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính có giá trúng đấu giá từ 51,6 triệu đến hơn 55 triệu đồng 1 m2. Còn toàn bộ các lô có giá trúng đấu giá từ 80 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng 1 m2 đều bị bỏ cọc tổng số tiền thu được từ chúng đấu giá hơn 80 tỷ đồng, tức đạt 20% so với dự kiến. Rất thấp so với số tiền dự kiến thu về từ phiên đấu giá này hơn 400 tỷ đồng. Trước đó, ngày 10 tháng 8, huyện Thanh Oai tổ chức phiên đấu giá 68 thửa đất, diện tích 60 đến 85 mét vuông tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, với giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng một mét vuông đến 12,5 triệu đồng một mét vuông Kết quả đấu giá đã khiến thị trường sốc khi mức giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Lô góc có giá trúng cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng một mét vuông. Theo quy định, hết 120 ngày mới hủy kết quả phiên đấu giá, nên huyện vẫn chưa có phương án và thời hạn đấu giá lại. Theo tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng, đấu giá đất đang trở thành vấn đề nổi cộ khi giá đất thường bị đẩy lên cao hơn nhiều so với giá trị thực tế. Theo Tiến sĩ Lượng, trước khi diễn ra các cuộc đấu giá chính thức, các nhóm này thường âm thầm mua vào các lô đất ở các khu vực lân cận với giá thấp. Sau đó khi cuộc đấu giá diễn ra, họ đẩy giá các lô đất mới lên cao, tạo ra tâm lý tăng giá cho cả khu vực. Khi giá đất được đẩy lên đến mức cao nhất, họ bán lại các lô đất đã đầu tư trước đó với giá cao, thu lợi nhuận khổng lồ. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm chiều ngày 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Huy, sinh năm 2001, trú tại Phú Quý, An Trấn, Tuy An, Phú Yên, 16 năm tù về tội giết người. Theo nội dung vụ án, Huy và chị Huỳnh Thị Kim Phượng, sinh năm 1997, là em dâu Huy, cùng ở nhà ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1970, là cha ruột Huy. Quá trình sinh sống giữa Huy và chị Phượng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn cãi vã về việc Huy xin tiền để tiêu xài nhưng chị Phượng không cho. Sau khi đi nhậu về, Huy nhớ lại mâu thuẫn nên khoảng 4 giờ 30 ngày 8 tháng 4 năm 2024, Huy lấy lọc bình bằng gỗ dài 48,5cm treo vào phòng ngủ của chị Phượng, đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt, hông trái, đùi trái của chị Phượng. Thấy chị Phượng nằm bất động, nghĩ đã chết nên Huy không đánh nữa. Tiếp đó, Huy dùng lọc bình bằng gỗ đánh vào người cha ruột là ông Nguyễn Văn Quang khi ông đang nằm ngủ may mắn là người cha dùng chiếc gối đỡ được rồi bỏ chạy huy cầm lục bình đập vào giường gỗ rồi đi tìm đánh ông quang thấy ông quang đứng gần phòng ngủ chị phượng huy chạy đến dùng lục bình đập bể cửa kính rồi tiếp tục đuổi theo ông quang đuổi theo một đoạn huy ném lục bình xuống mương nước khi đuổi kịp huy dùng tay chân đánh ông quang nhưng bị ông quang giữ tay khống chế được bà cô ruột đến can ngăn khuyên đi đầu thú Huy nhặt lại Lục Bình rồi đến công an xã An Trấn, huyện Tuy An, đầu thú và bị bắt tạm giam. Chị Phượng được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thương tích 34%. Chị Phượng không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Mới đây, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa, Quảng Bình xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ ông Cao Chí Thành, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Ông Cao Chí Thành là cán bộ phòng quản lý dự án thuộc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa. Sau khi đọc lệnh bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Chí Thành để thu thập tài liệu và bằng chứng phục vụ cho quá trình điều tra một lãnh đạo ban quản lý dự án thông tin. Ông Thành bị bắt nghi có liên quan đến một vụ án vi phạm quy định về quản lý đấu thầu trong dự án cây xanh trên địa bàn huyện Minh Hóa. Việc bắt giữ ông Cao Chí Thành đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Theo ông Đoàn Phúc Hạnh, giám đốc ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, công an phối hợp với viện kiểm sát đã đọc lệnh bắt giữ đối với ông Thành, còn ông Thành có những hành vi vi phạm cụ thể như thế nào thì chúng tôi chưa rõ. Vì chưa có bằng văn bản nào từ cơ quan công an thông báo cụ thể, cơ quan điều tra đang thu thập các chứng cứ liên quan để làm rõ vai trò của ông Cao Chí Thành trong vụ việc này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây, thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Đông, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và bà Nguyễn Thị Hiển, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đây là kết quả điều tra liên quan đến sai phạm về công tác quản lý đất đai trên diện tích đất tại công ty cổ phần chè Minh Rồng, thuê ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Theo điều tra, sau khi phát hiện nhiều khuất tất trong việc giao đất có nguồn gốc thu hồi của công ty cổ phần chè Minh Rồng, nhiều người dân đã tố giác, nhiều cơ quan báo chí đã phản ảnh và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để thanh tra, điều tra. Công ty cổ phần chè Minh Rồng là công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại khu 1B thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Công ty này được thuê đất tại địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Theo đó, thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi 60 ha đất do công ty cổ phần Chế Minh Rồng thuê để giao về cho địa phương quản lý. Ông Nguyễn Bá Đông và bà Nguyễn Thị Hiển, với vai trò là những cán bộ công chức trực tiếp thực thi công vụ về quản lý đất đai ở địa phương, nhưng đã làm sai chủ trương, thực hiện trái pháp luật trong việc tham mưu ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm đến quỹ đất của nhà nước, gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai của địa phương. Theo lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ án phức tạp do đã kéo dài nhiều năm và liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức. Trong thời gian tới, công an tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các cơ quan tố tụng của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan tố tụng huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của các đối tượng và tập trung thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm tiếp tục mở rộng điều tra. Mới đây, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Xín Mần, Hà Giang cho biết Tối 15 tháng 9, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Xín Mần tổ chức cho tập thể khối Trung học cơ sở gồm 300 học sinh liên hoan Trung thu. Sau khi liên hoan 15 phút đã có khoảng 55 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và chóng mặt sau khi ăn thực phẩm trong tiệc liên hoan Trung thu tổ chức tại trường. Theo phản ánh, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được thông tin về vụ việc nêu trên. Ngay sau đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn số 2398 ATTP NDTT ngày 17 tháng 9 năm 2024, đề nghị Sở Y tế tỉnh Hà Giang khẩn trương triển khai các nội dung sau. Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thực phẩm có nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm, Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho cơ sở chế biến, nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm các quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Theo đó tính tới ngày 16 tháng 9 đã có 17 em được xuất viện, sức khỏe của các em cũng đã ổn định các em còn lại vẫn có triệu chứng đau bụng đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin mới nhất, dự báo ngày và đêm 17 tháng 9, Bắc Bộ mưa rào và rông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm, trung bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm mưa rồn về chiều tối và đêm. Từ nay đến đêm 18 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngày và đêm 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và giải rác rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 20-40 đến 40 mm, có nơi trên 90 mm mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đắk Nông. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, khoảng đêm 20 đến 23 tháng 9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Trung và Nam Trung Bộ, mưa rào và rông rải rác trong thời kỳ dự báo, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ 20 tháng 9, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ xu hướng giảm dần. Khu vực này sau mưa rào và rải rác rông, cục bộ có nơi mưa to, mưa rồn vào chiều và đêm. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.